Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kể từ ngày 29 đến 30 tháng 10, theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, thật tuyệt vời khi được quay lại Hà Nội nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ-Việt Nam. Tôi mong chờ cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Chuyến thăm của ông Pompeo nhằm tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, thúc đẩy cam kết chung về một khu vực hòa bình thịnh vượng và thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trước đó, ông Pompeo đã từng ca ngợi hợp tác Việt-Mỹ trong 25 năm qua và cam kết đưa quan hệ song phương thành hình mẫu quốc tế trong tuyên bố hồi tháng 7. Việt Nam là một trong số các điểm dừng chân của Ngoại trưởng Pompeo trong chuyến thăm một loạt quốc gia châu Á. Trước đó, ông Pompeo cũng đã tới Ấn Độ dự đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn Độ ở New Delhi, sau đó thăm Sri Lanka và Indonesia. Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân miền Trung trước những cơn bão trong tháng 10, khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị chính phủ dành một phút để tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã mất, đã hy sinh. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tìm cho được những người mất tích, sớm khắc phục hậu quả để cuộc sống người dân nhanh chóng trở lại bình thường. Ngay đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tháng 10 là tháng bão lũ liên tục xảy ra. Lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, tài sản của nhân dân. Đến nay đã có 230 người chết và mất tích, trong đó có nhiều sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Còn nhiều người dân ở biển khơi, nơi vùng núi bị sạt lở vẫn chưa tìm thấy. Có thể là một năm thiên tai rất nặng nề đối với đất nước ta, đối với đồng bào miền Trung. Cho nên trong phiên họp chính phủ hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí dành một phút để tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã mất, đã hy sinh trong cuộc vật lộn với bão lũ trong tháng 10 này. Sau phút mặc niệm, Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan chức năng, nhất là những cán bộ, chiến sĩ quân đội đã tích cực tham gia cứu nạn, tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những người bị đất đá vùi lấp và mất tích. Sở chỉ huy tiền phương được thành lập trong tâm bão, nhanh chóng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm. Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ hôm nay chia sẻ với mất mát của đồng bào miền Trung, những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã hy sinh. Gần khó khăn, ta còn thấy cái tình thương yêu đồng bào, đồng chí đồng bào của chúng ta. Cả nước trong tháng 10 vừa qua, để hướng về miền Trung, thấy sự đoàn kết, chung sức, chung làm của cả dân tộc ta. Chúng ta thấy ý chí, quyết tâm vượt khó của đồng bào, chiến sĩ và dân tộc ta để vật lộn với thiên tai lũ lụt. Thủ tướng đã yêu cầu các cấp, các địa phương, quân đội, công an tiếp tục cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt tìm kiếm cho được những người mất tích, chỉ đạo khắc phục hậu quả để cuộc sống nhân dân trở lại bình thường, đặc biệt là phòng bệnh dịch sau bão lũ và đề phòng COVID-19 có thể quay trở lại. Yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương sớm tổng hợp đề xuất lên chính phủ những khoản hỗ trợ của nhà nước đối với các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với nhiễu động của đới gió đông, từ hôm qua đến hôm nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương. Và sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Mạnh Hùng đã có mặt tại huyện Thanh Chương, nơi ngập sâu nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý khán giả. Hiện tôi đang có mặt tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Và do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 cũng như không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28 đến nay 30 tháng 10, trên bàn tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn, kết hợp với thủy điện xả lũ đã khiến lưu lượng nước trên các sông suối ở tỉnh Nghệ An dâng rất cao, gây ra hiện tượng ngập lụt và chia cắt nhiều vùng từ ở huyện Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương và huyện Hưng Nguyên. Và theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ thì lượng mưa đó được phổ biến từ ngày hôm qua cho đến hôm nay là từ 100 đến 700 mm. Hiện nay mực nước trên các sông đã vượt ở mức báo động 1. Dự báo trong thời gian tới nếu mưa tiếp tục tăng cường và thủy điện tiếp tục xả lũ thì lưu lượng nước trên các sông có thể vượt mức báo động 2. Một trong những số huyện bị ảnh hưởng thì huyện Thanh Chương là một địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay từ tối hôm qua cho đến hôm nay thì số địa phương bị ngập lụt và chia cắt rất là nhiều. Hiện công tác chỉ đạo ứng phó với lũ lụt đang được Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cũng như huyện Thanh Chương gấp rút triển khai.
Và đặc biệt từ tối qua thì huyện Thanh Chương đã tiến hành sơ tán hơn 800 hộ dân ở vùng ngập lụt và chia cắt lên nơi an toàn. Đặc biệt trong đó có 284 hộ dân bị sạt lở cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn. Hiện nay thì theo thống kê thì trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có cái thiệt hại ban đầu. Nhiều cái tuyến đường quốc lộ 46 và tỉnh lộ cũng như tuyến đường Bon Hồ Chí Minh đã xảy ra cái hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng. Các lực lượng ứng cứu đang túc trực 24/24 và triển khai lực lượng để đảm bảo cái thông tuyến an toàn cho người dân đi lại. Đêm qua và sáng nay, các lực lượng tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong các vụ sạt lở tại Nam Trà My và Phước Sơn. Vòng trong của hiện trường, các lực lượng tăng cường thêm lực lượng để tìm kiếm người mất tích. Trong đó ở vòng ngoài, lực lượng y tế khẩn trương chăm sóc điều trị cho những người sống sót. Tại trung tâm y tế huyện Bắc Trà My, nơi các nạn nhân bị thương nặng, sống sót trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Bắc Trà My, chuyển về vào chiều qua. Bởi vì chúng tôi cũng đã cử tất cả lực lượng cấp cứu mở viện của bệnh viện để phân công theo ekip để cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Trong đó có một bệnh nhân theo dõi chấn thương bụng kín, hai bệnh nhân là gãy xương đùi, một bệnh nhân hiện tại thì đang hoang mang, chụp phim thì chưa có dấu hiệu gì, còn một trẻ em nhỏ khoảng 5 tuổi. Sáng nay, đường vào hiện trường sạt lở đã thông, do đó các lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ được tăng cường thêm vào để sớm tìm kiếm những người mất tích còn lại trong đống đổ nát một cách sớm nhất. Trước mắt, sẽ huy động tất cả các phương tiện cơ giới tại chỗ để tìm kiếm, kết hợp với việc huy động thêm lực lượng quân đội, cứu nạn cùng tìm kiếm thủ công. Mọi cách, đường bộ, đường thủy, xuyên rừng, vượt suối, để chúng ta đưa lực lượng vào nhanh nhất. Chưa có cơ giới thì chúng ta phải đưa thủ công vào. Trong khi đó, tại vị trí sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, nơi có 8 người bị mất tích, sáng nay, các lực lượng quân đội cho biết chỉ có một cách tiếp cận duy nhất là bằng bộ vì thời tiết sương mù, đường không thể tiếp cận. Nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực này là tiếp cận hiện trường sạt lở, còn 8 người mất tích và giải cứu 217 công nhân bị mắc kẹt tại thủy điện Đắc Mi 2. Tính đến thời điểm này, các vụ sạt lở ở tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy 20 người và đang còn 23 người mất tích. Số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, ở Việt Nam có 258.000 doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, chiếm tỷ lệ 24%, cao hơn mức trung bình của thế giới 13,6%. Tuy nhiên, để tăng quy mô, các nữ doanh nhân cho biết họ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là định kiến xã hội. 23 năm ra đời, doanh nghiệp có nữ doanh nhân làm đồng sáng lập này đã trở thành nhà phân phối sản phẩm công nghệ lớn thứ hai Việt Nam với 6.000 điểm bán hàng trên cả nước. Tuy nhiên, khi mở rộng, chị Tô Ngọc Trang, đồng sáng lập cho biết vẫn gặp phải một số trở ngại. Khi mà doanh nghiệp của bạn nhỏ thì cái việc mà bạn đan xen giữa lý trí và tình cảm, nó dù sao nó cũng sẽ được xuề xòa. Nhưng qua doanh nghiệp càng lớn thì cái việc mà lý trí với tình cảm nó càng phải tách biệt ra nhiều hơn. Khảo sát của VCCI đến hết tháng 9 năm 2019, cả nước có gần 286.000 doanh nghiệp do nữ giới làm chủ, chiếm 24%. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số doanh nghiệp do nữ giới làm chủ có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, thậm chí nhiều doanh nghiệp không có xu hướng mở rộng quy mô. Theo cái quan niệm truyền thống ở Việt Nam thì là phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong công việc gia đình cũng như là chăm sóc con cái. Vì vậy khi gánh trên mình hai vai ấy, thì nhiều khi đó là một cái rào cản vô hình để cho phụ nữ đưa ra cái quyết định là mình có phát triển doanh nghiệp hơn nữa hay không, có dành thêm thời gian cho công việc hay không, khi mà mình còn một cái gánh nặng gia đình cần phải mang. Thì ở ngoài thì chúng tôi sẽ có một số những cái hoạt động khác nhau để hỗ trợ phụ nữ vượt qua được cái định kiến và những cái rào cản, những cái hạn chế này. Giúp đỡ những nữ doanh nhân trang bị thêm kinh nghiệm trên thương trường. Mới đây, diễn đàn nữ doanh nhân mở đường tăng tốc đã được sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh WISE và các đối tác tổ chức. Tọa đoàn thu hút các diễn giả là các nữ doanh nghiệp đã thành công trong khởi nghiệp, mở rộng quy mô để khuyến khích cộng đồng kinh doanh nữ sẵn sàng hơn trong việc bứt phá. Tôi xin chúc mừng Việt Nam bởi vì là các bạn đã có cái phần trăm phụ nữ tham gia vào doanh nghiệp rất là cao so với rất là nhiều nước, và rất nhiều doanh nhân nữ của các bạn đã tham gia quản lý các cái doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ, và chúng tôi cũng mong muốn là để giúp đỡ những doanh nghiệp này có thể tăng trưởng, tiếp cận nhiều với cả các cái dịch vụ phát triển kinh doanh cũng như là những cái chương trình nâng cao năng lực và những cái cơ hội để giao lưu.
Các chuyên gia cho rằng, ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, phụ nữ kinh doanh phải trải qua nhiều định kiến xã hội hơn nam giới. Do vậy, vượt qua định kiến xã hội đòi hỏi chính các nữ doanh nhân phải liên kết trong sự hỗ trợ của các tổ chức. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật mạnh khiến nước sông lên nhanh. Bên cạnh nguy cơ ngập lũ trở lại, người dân Hà Tĩnh còn đối mặt với tình trạng sạt lở đất đang diễn biến phức tạp. Hiện công tác ứng phó với mưa lũ đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai. Từ đêm qua đến nay, những trận mưa lớn liên tục trút xuống địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lượng mưa đo được dao động từ 500 đến 700mm. Người dân vừa dọn nhà xong thì nay nước lũ đã ngập trở lại. Đối với nhà máy thủy điện Hồ Hô thì ngay từ đầu mùa mưa bão thì chúng tôi đã làm việc và đưa họ vào trong cái ban chỉ huy để có sự phối hợp tốt trong việc vừa vận hành xả lũ. Đồng thời có cái phối hợp để người dân được nắm rõ được cái quy trình xả lũ đối với công trình thủy điện. Tại huyện miền núi Hương Sơn, nước sông Ngàn Phố đang dâng cao. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Sơn Diệm lên đến 9,78m, dưới báo động 1 là 0,22m. Chính quyền địa phương buộc phải di rời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng xung yếu, vùng sạt lở nguy hiểm. Lúc này, các hồ chứa nước Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Tươi và hai thủy điện Hương Sơn và Hố Hô đã đồng loạt xả lũ, khả năng nước lũ sẽ còn dâng cao trong đêm nay. Cái ban chỉ đạo nhà máy vượt địa phương phải vận hành, nó phải đúng cái kịch bản mà cái phương án phòng chống lũ vùng hạ du đã đặt ra. Và hiện nay chúng tôi đã thông báo đến tất cả người dân trong vùng thông qua tin nhắn, thông qua các kênh khác nhau để bà con cập nhật tốt nhất cái tình hình điều tiết xả lũ của các cái nhà máy điện. Hiện Hà Tĩnh đã cho 80 trường học với gần 28.000 học sinh nghỉ do mưa lũ. Đến lúc này, người dân đã quá kiệt quệ trước những đợt mưa lũ dồn dập, lũ chồng lũ, nên không biết đến lúc nào bà con mới có thể ổn định lại cuộc sống.